Bếp ga Nhật nội địa Tâm Phát xin chào cô chú anh chị. Nay giới thiệu với cô chú anh chị tổng thể 4 con bếp ga về trong cái đợt cuối cùng của cái lô đầu tiên trong năm 21 cho cô chú anh chị được biết. Thì đây là về 4 con cuối của lô đầu tiên. Bếp 4 con này nút nhấn mặt men. Thì con đầu tiên này là cái con Rinnai nút nhấn có full 3 giây nè, cái mặt nó có cái hoa văn rất là đẹp nè, các chú anh chị thấy không? Mặt trên là mặt men mà men men kim tuyến á, men giả đá. Nó còn rất là đẹp. Thì con này là nút nhấn nhưng mà lò nướng một tầng lửa. Đây, nút nhấn nướng một tầng lửa. Có phun 3 giây. Để pin. Có chế độ phá cho em. Đây là hộp nướng nè. Thì khi nướng á, thì bằng men mà dĩa nướng bằng inox. Con này sử dụng kiềng tròn. Thì con này là sản xuất 2012. Còn rất là đẹp, em dỡ lên cho cô chú chị xem. Đây, tháng 2 2012, đây cái mặt phía dưới của con bếp nè. Thì bếp này nó mang cái số là 25, sản xuất 2012, giá bán là 2,2 triệu, bao ship toàn quốc, tặng pin và gắn lưới chống chuột và không ship COD. Cô chú anh chị mua bếp vui lòng đặt cọc cho em ít, cho em thông tin địa chỉ rồi em sẽ gửi bếp tới nhà. Cô chú anh chị nhận được quyền kiểm tra là sau đó thanh toán phần còn lại với bên đi vận chuyển. Con số 25 đời 2012, giá bán 2,2 triệu, bao ship toàn quốc, tặng pin. Mấy con bếp này nó đời nó thấp nhưng mà nó chất lượng lắm. Các linh kiện đồ sắt xi sượt rồi nó rất là dày. Đây là gọi là nồi đồng cối đá. Nặng mà nó bền lắm. Rồi qua cái con kế tiếp. Cũng là con Rinnai, này model đời bếp đó. Bếp này là mặt men là màu đen nè. Nút nhấn luôn, mặt nó mặt tiền nó có hoa văn nhìn rất là dễ thương. Hiện bếp này được sản xuất là năm 2014. Thì khi nướng nó bằng men mà dĩ nướng nó bằng inox. Mọi chức năng này đều hoạt động hoàn hảo và ok hết. Cái lớp bưng bận này là dầu chứ không phải là ố nha cô chú chị, này là dầu, dầu bóng. Sức tháng 7 2014. Đây là mặt ở mặt phía dưới nè. Thì 4 con này về em nhập này được về giá rẻ thì em sẽ bán cho cô chú anh chị xài giá rẻ. Thì con này là cái con số 26. À, số 26 đời 2014, giá bán 2,2 triệu, bao ship toàn quốc, tặng pin và gắn lưới. Giá này là cái giá là giá dầu của chú, dầu dầu bóng, nút nhấn có chế độ pha đen em. Bếp còn rất là đẹp. Rồi qua cái con kế tiếp là cái con cũng Rinnai luôn. Này mã model đầu bếp nè.
Con này là full chức năng nhưng mà lò nướng chỉ có một phần lửa thôi. Mặt men kim tuyến màu đen, còn rất là đẹp. Thì con này được sản xuất là năm 2011. Gặp để pin. Nút nhấn của bếp trên full 3 giây, chế độ 56, 58, 200 3 trẻ em. Kỳ nướng vậy nướng bằng inox, sử dụng cái kiềng tròn. Đây có chế độ nấu nước, nấu cơm, nấu cháo, lò nướng. Đây sản xuất tháng 10 2011. Đây là cái mặt phía dưới của con bếp nè. Cái bếp này nó dày mà nó nặng lắm chú anh chị. Nội đồng có đá siêu bền. Cái bếp này là mang cái số 27. Số 27 đời 2011, giá bán 2 triệu. Bao ship toàn quốc cho cô chú anh chị. Bếp đã được kiểm tra các chức năng hoạt động hoàn hảo, trơn tru, ok hết. Rồi qua con thứ tư, con Rinnai, model đời bếp nè, bếp mặt men luôn màu đen. Thì bếp này cũng bếp nút nhấn luôn, có phun 3 giây hỗ trợ chiên rán đồ khô, cần chỉnh lửa lớn nhỏ, nướng con cá có khóa chế độ khóa trẻ em. Đây là khay nướng hộp nướng, khay nướng hộp nướng bằng inox. Hộp để pin nè. Bếp này còn cũng còn rất là đẹp. Bếp này được sản xuất vào tháng 7 2012. Đây là cái mặt phía dưới của con bếp nè. Thì con bếp này nó được mang số là 28. Số 28 đời 2012, giá bán 2 triệu, bao ship toàn quốc, tặng pin gắn lưới chống chuột. Thì do em nhập được giá rẻ thì em sẽ bán rẻ cho cô chú anh chị xài. Đó, 4 con giá rẻ, bao ship toàn quốc, tặng pin gắn lưới cho cô chú anh chị. Vậy cô chú anh chị xem video luôn là ủng hộ kênh bằng cách là chia sẻ, giới thiệu người thân gia đình cùng biết đến kênh YouTube bếp ga Nhật nội địa Tâm Phát, chuyên bán tất cả các loại bếp ga nội địa Nhật. Và nhấn luôn nút đăng ký mấy bên tay phải, mỗi khi em có sản phẩm về thì em sớm lên kênh thì cô chú anh chị kịp thời mua sắm cho gia đình người thân. Và chia sẻ kênh YouTube của em cho một ngày nó phát triển hơn, cũng có công sức đóng góp của cô chú anh chị, em cũng xin thật cảm ơn. Rồi mọi thắc mắc về mua sản phẩm thì cô chú anh chị cứ điện thoại 0938 349 749 hoặc là nhắn tin cho em. Em xin chào và hẹn gặp lại.